Phương Anh ở chung phòng với đại diện Nhật Bản tại Miss International, cơ hội để rèn tiếng Nhật. Netizen cho rằng việc Phương Anh được xếp ở chung phòng với đại diện Nhật Bản tại Miss International là một lợi thế. À hậu Phương Anh đã đặt chân đến Nhật Bản để tham gia cuộc thi Miss International 2022. Ngay khi vừa đến nơi, cô đã nhanh chóng hòa nhập cùng các thí sinh khác. Được biết, Phương Anh được ban tổ chức xếp ở chung phòng với đại diện Nhật Bản, Hoa hậu Kiko Matsuo trong thời gian thi đấu. Kiko Matsuo sinh năm 1999 và hiện đang là một nhà báo. Cô sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, dễ thương và có tính cách thân thiện. Sau khi biết thông tin này, dân tình tỏ ra thích thú bởi Á hậu Phương Anh sẽ có cơ hội để luyện tập tiếng Nhật cùng người bản xứ. Trước khi lên đường chinh chiến, Phương Anh đã dành nhiều thời gian để học ngôn ngữ của xứ sở hoa anh đào. Netizen hy vọng cô có thể giao tiếp, chia sẻ được nhiều điều với người bạn cùng phòng. Không chỉ có vậy, khán giả cũng tò mò không biết Phương Anh sẽ mang món đồ ăn Việt Nam cho bạn cùng phòng. Các đại diện Việt Nam trước đó đi thi thường mang theo mì gói, phở gói, bánh tráng trộn để mê hoặc bạn bè quốc tế. Chính vì vậy, khán giả cũng mong đợi người đẹp sinh năm 1998 sẽ kết hợp quảng bá được món Việt trong cuộc thi quốc tế này. Bình luận của khán giả: rồi xong thêm một người chuẩn bị nghiện bánh tráng. Sợ hở là hai người nói tiếng Nhật liền, mong là ban tổ chức tách hai người này ra nha. Tại chị học tiếng Anh tiếng Pháp siêu quá rồi, nói hay quá rồi nên ban tổ chức lại thách đố một lần bằng việc cho ở chung với Nhật để rèn tiếng Nhật. Chung phòng tới lúc thi, tiếng Nhật lên trình liền.